Chúng tôi là đoàn quân binh của Mẹ Maria, tức là Hội Regio Maria thuộc Cộng đoàn Thánh Phêrô Giáo xứ Tustin. Hôm nay chúng tôi mừng lễ kính bổn mạng là lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel. Chúng tôi tha thiết mong đợi quý vị cùng gia nhập đoàn quân binh Đức Mẹ với chúng tôi để phục vụ Chúa, phục vụ Đức Mẹ, mưu ích cho các linh hồn, đem Chúa đến cho mọi người. Đó là mục đích và của Hội Regio, và cũng là lòng mong ước của Chúa và của Đức Mẹ. Chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị cùng tham gia vào Hội Regio Maria với chúng tôi. Đã xin cảm ơn quý vị. Thank you.